Rồi, chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Việt Audio Vĩnh Long. Thì địa chỉ của Việt là 240/15, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Và xin thưa với anh em, thì hôm nay Việt sẽ giới thiệu đến anh em và tháo nội thất cho anh em xem hai đôi loa. Đầu tiên là một đôi loa khủng long của Dynatone DS2000. Đôi này thì mỗi chiếc nó nặng khoảng 40 kg, rất là nặng, mình bê không nổi. Cái dòng loa Dynatone DS2000 này thì khá là hiếm trên thị trường. Chút xíu nữa mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Và tiếng của nó rất là hay, nghe nhạc hát karaoke. Thì nặng khoảng trên 40 kg một thùng. Và kế bên là một đôi loa của hãng Sansui 2500. Và bây giờ đầu tiên Việt sẽ cầm điện thoại tiến đến gần để chia sẻ đến anh em đôi loa Dynatone DS2000. Và đôi loa này thì e-căng còn đầy đủ, còn rất là đẹp, tình trạng bao zin. Và e-căng thì mình đã tháo ra một bên rồi, mình đã để qua một bên. Rồi bây giờ thì cho anh em xem về hình thức của đôi loa này. Thùng thì rất là nặng rồi, mình đã tháo củ lo ra một bên để anh em chúng ta cùng xem nội thất. Và đôi này thì mình đã test, đã hát ok, đã bao zin. Thì đợt trước thì có hai đôi thì công việc cũng đã bán rồi, thì đợt này về được một đôi thì giá cũng là 13 triệu một đôi. Đôi này là đây là thông số kỹ thuật của đôi lo. Thùng thì rất là nặng kinh khủng. Thì đây là một cái lo, đây là cái lo chung của cái đồ DS2000, 30W in sa bằng. Cái củ lò rất là to nha anh em. Cái củ lò chung này to kinh khủng. Mình để mình đo cái mình đo sơ cái đường kính để cho anh em xem thử. Này đo sơ thôi ha, thì nó cũng khó đo lắm. Nếu mà mình đo như thế này thì nó đường kính con này chắc khoảng cỡ 16 đó anh em. Cái cục mà ê măng này đó nó khoảng cỡ 16. Rất là to. Cái cục của con này nó khoảng 9. Và đây là cái lo bát, củ lo bát kinh khủng. 16. Củ rất là to ha anh em. Cái này là xương đúc luôn nè. Đó. Chổi ánh nắng rồi anh em, bị nắng chối rồi, rất là nặng, nặng kinh khủng lắm. Đây là zin luôn nha anh em, zin luôn, mình chưa có làm thứ gì hết. Này là màn này người thường anh em hay gọi là màn carbon, thì cho ra tiếng bass rất là quy lực, rất là đã nha. Đó, cái lò chung đường kính to kinh khủng, mình đo là khoảng cỡ một gang tay mình là còn chút xíu nữa là một gang tay mình. Thì cho nên mình đoán cái đường kính của lo này nó khoảng 16. Đó. Gân này còn rất là mềm nha anh em, còn rất là mềm. Tiếng của nó sâu nặng kinh khủng luôn. Giá 13 triệu đồng cho anh em nha. Anh em nào nhanh tay thì sở hữu đôi lo này nha. Cái dòng này rất là hiếm nha. Đây là anh em thấy là mình chưa có vệ sinh đó. Đó, bụi không à, chứ không có những vấn đề gì đó. Về là hàng về là mình cứ làm liền cho anh em. Đó, anh em nhìn góc cạnh rất là ok ha. Và đôi lo này cũng thế, nhìn góc cạnh rất là ok. Và cái hình thức của đôi lo Sansui này thì rất là đẹp ha. Bass 30 nè, hai lỗ thông hơi phía trước, gân vải tắm dầu còn mềm. Và hai lo chung giấy, hai chép cầu. Thì mình đã tháo cái này mình tháo ở trước mặt này được luôn, nhưng mà mình tháo phía sau đít để cho anh em nhìn nội thất cho nó dễ hơn ha. E căng của đôi này thì còn đầy đủ, nguyên zin, nguyên mới luôn. Đấy. Mình đã tháo ra rồi. Thì bây giờ sẽ quay bên trong cái nội thất của anh em, của đôi lo này cho anh em xem chơi cho vui. Đây là cái bộ, anh em nhìn thấy bộ phân tầng không? Đây, đây là cái hai cái chép cầu. Đây là hai cái chép cầu nè anh em. Cầu này bằng gang luôn nha. Bằng gang chứ không phải bằng mũ nha, hai chép cầu nè. Hai là chép cầu và hai lo chung và một lo bát. Lo bát nằm ở phía dưới đó, còn rất là mới nha, còn sáng luôn, sáng thực, sáng rực luôn.
anh em thấy hai cái lò chung ha, và hai lò chép cầu thì còn rất là đẹp, rất là ok. Mấy cái này là đúng ra là mình tháo ra được ở phía trước được hết, nhưng mà mình không tháo, mình tháo phía sau này để anh em chiêm ngưỡng thì nó dễ hơn đó. Chứ tháo phía trước thì cũng được. Rồi, tình trạng chưa vệ sinh luôn, giá 10 triệu cho anh em ha. Xin nhắc lại đô lo Dinatong DS 2000, hàng này hiếm nha anh em. Thì cái giá là 13 triệu, mong anh giá mong muốn anh em đừng trả giá, vì những cái đô này thì việc sự thật là mình chia sẻ đó anh em là lời rất là thấp, chỉ vài trăm nghìn thôi, chứ nó không nhiều đâu anh em. Vì anh em cũng biết rồi, những cái đô lo mà nó nặng nó to như thế này thì mình vận chuyển về nó rất là khó khăn. Anh em cứ lên Google, anh em search về thông số kỹ thuật của đô Dinatong DS 2000 thì anh em sẽ biết rất là nặng, rất là khổ, chứ không phải là đơn giản mà đem được những cái đô lo này về đến đây để chia sẻ đến anh em đâu. Thì cái giá 13 triệu là quá mệt rồi. Còn em Samsung này là giá 10 triệu nha. Rồi thì cảm ơn anh em đã theo dõi, và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Những cái mặt hàng của Việt nè, anh em thấy không có một cái gì mà gọi là đánh bóng lại hay gì hết. Đúng ra là những cái này nè, mà việc lau chùi rồi việc đánh bóng lại là rất là bóng nha, rất là đẹp. Nhưng mà việc cứ để nguyên như thế, anh em nhìn thấy không, góc cạnh thì không bể nở, hàng nguyên như thế là để anh em về, anh em muốn đánh bóng, anh em muốn làm gì đó anh em làm. Rồi thôi, chào anh em.